Rồi, chào mọi người. Hôm nay tôi chia sẻ cho mọi người về cái cách sử dụng của các ke nêm cân bằng gạch ha. Thì các ke nêm này thì hiện tại giờ ở trong nước đó cũng có nhiều người xài và cũng có nhiều người chưa biết ha. Thì chúng tôi xin những người nào mà chưa biết thì cũng giới thiệu cho người nắm qua ha. Những cái này nó rất là hay ở trong vấn đề mà ốp lát đó. Thì nhiều người họ không biết á, nên họ không có xài những cái này, mà không xài này thì sinh ra những cái đường lát gạch chúng ta nó không có đẹp. Ví dụ ở đây là cái nền gạch mà lát ngày trước ngày xưa đó, nó không có cái xài cái này, thì mọi người lưu ý. Ví dụ như cái, ta không có xài cái này thì những cái mặt phẳng là nó sẽ bị gồ ghề, như phẳng nè, này mặt phẳng này cái cao cái thấp nha, cái cao cái thấp thì cái này cũng vậy, cái cao cái thấp nó không có đẹp đó, chủ yếu tập trung này nó không có đẹp, gừng nó gồ ghề với nhau nhìn nó rất là mất thẩm mỹ ha. Thì từ khi nó ra những cái ke này, cái rút này thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Ví dụ như chúng ta lát gạch thì chúng ta đặt ở bốn góc này đó, bốn góc thì mọi người lưu ý cái viên gạch nằm ở trên cái mép này nha, cái viên gạch nó sẽ nằm ở trên này, thì thấy giống như nè, bốn góc nằm này đó, viên gạch nằm ở trên đó đó, viên gạch nằm ở trên đây ha, góc bên đây cũng vậy, góc đây thì viên gạch nó nằm phía trên ha, viên gạch nó nằm ở trên cái mép này nha, mọi người lưu ý ha. Thì cái khi mà chúng ta lát gạch á thì ta móc bốn nồi vô, thì cái nêm này ta rút vô bốn cái nêm này ha, sử dụng bốn nêm mình rút lên, rút thì cho bốn mặt này nó sẽ đều với nhau đó, bốn cái mặt này nó sẽ đều với nhau đó. Khi mà khô ta sẽ gõ nó ra, gõ ra là cái mặt này sẽ không có bị gồ ghề mấp mô và tạo ra một cái mặt phẳng rất là đẹp. Thì tôi cũng nói thêm là ví dụ như có một vài anh thợ nó, tôi tay nghề cao rồi, người ta không cần xài những cái này thì nó vẫn thẳng rồi, thì tôi cũng xin nói thêm vấn đề này. Ví dụ như chúng ta không cần cái này, tay nghề nó thợ nó đã cao rồi, thì khi mà người ta lát á, lát bằng hồ dầu á, hay khi chúng ta lát bằng hồ dầu hoặc keo á, thì bình thường khi lát thì nó đã thẳng nha, bình thường khi lát thì theo mắt anh kinh nghiệm anh thợ nó đã thẳng rồi, rất là thẳng. Nhưng mà khi mà nó khô á, khô nó sẽ rút xuống, nó sẽ co xuống thì cũng sẽ sinh là bên cao bên thấp đó, mọi người lưu ý. Cho dù chúng ta lát kinh nghiệm cái máy dân nữa mà nó không có những cái này thì khi mà nó khô rồi nó sẽ co nhót, mà nó co nhót là co dấu ít chỗ nhiều, chúng ta sẽ không bao giờ dựa theo cái kinh nghiệm co nhót mà chúng ta làm cho nó cao lên để khi nó nhót xuống nó đều, không bao giờ được điều đó. Thì nó sẽ ra những cái này sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Khi mà chúng ta lát vô thì nó kẹp rút đều hết, khi mà nó khô rồi nó gõ ra thì nó sẽ không có bị co nhót và nó rút nữa đó. Nhưng mà cái này nó lại thêm một cái khuyết điểm mà khi mà chúng ta quá tin tưởng vào cái này đi. Khuyết điểm là sao, là khi mà chúng ta tin tưởng là có cái này thì chúng ta cán cái nền không có đều, hoặc là chúng ta kéo keo hoặc kéo hồ nó không có đều đó, nó sẽ sinh ra trường hợp là khi mà nó khô thì nó vẫn phẳng á, nó vẫn đều đẹp với nhau, nhưng mà nó sẽ bị bọp, những cái lỗ nó sẽ bị bọp do là chúng ta kéo keo hoặc là hồ nó không có đều đó. Thì mọi người lúc lưu ý là rút cái kinh nghiệm á, là cái này nó cũng là một cái để hỗ trợ chúng ta thôi, chứ không phải là cái để chúng ta làm những cái kia nó ẩu tả được. Khi mà kéo hồ, kéo keo, kéo xi hoặc là cán nền, có nền tất cả nó phải đều, nó phải chuẩn hết ha, nó phải chuẩn như trước hết thì cái này nó đưa vô thì nó sẽ đẹp được và nó không bị bọt nha, mọi người lưu ý ha. Đó, mọi người lưu ý, chứ không phải là chúng ta xài cái này rồi chúng ta muốn kéo hồ hoặc là kéo keo và nó bị thiếu một chút hoặc gì đó thì chúng ta coi như không sao hết thì nó không được. Và khi nó khô rồi nó sẽ co, nó nhót rút lại thì cái này nè nó sẽ bị bọt, mặc dù những cái này nó sẽ thẳng, mặc dù những cái nghe tư này nó thẳng đó, nó đẹp đó, nhưng mà cái gạch nó sẽ bị bọt. Những cái đó thì chủ đầu tư họ cũng không có chịu vấn đề đó đó. Họ chia sẻ trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai đó, ví dụ như mà mình không có xài cái này, không có xài này, khi mà chúng ta lát vào rồi đó, khi chúng ta lát vào gạch cỡ 80 một mét, mét hai, người ta lát vào, người ta không sử dụng cái này mà nó mà có sụp mí ha, nó mà có sụp mí rồi, chúng ta mỗi lần chúng ta thao tác đem lên rất là khó đem lên, và có thể là không khéo, có thể là chúng ta làm hư luôn cái viên gạch, mà cái viên gạch thông thường đó thì rất là mắc tiền ha, mọi người lưu ý cái vấn đề đó. Thì xài cái này nó rất là tiện lợi đó, rất là tiện lợi, đặt này vô là chúng ta rút lên là nó đều thôi. Và cái thứ ba nữa là những cái sản phẩm này hiện tại trên thị trường có rất là nhiều sản phẩm ha,
rất là nhiều cái sản phẩm mà nó giống vậy thì chúng ta làm, nhưng mà những sản phẩm nó không phải chất lượng, nó đều nhau. Có trường hợp chúng ta đưa vô rồi rút lên, chúng ta rút lên nó sẽ nó yếu quá, nó sẽ bị bứt bưng bứt cái chân đi đó. Trong trường hợp mà chúng ta làm nó bị bứt cái chân đi thì khi đó chúng ta phải cũng bắt buộc phải gỡ này ra, gỡ ngạch ra để chúng ta thả chân khác cho, nó rất là cực. Nên khi chúng ta mua thì chúng ta phải test thử xem sản phẩm nào nó phù hợp với chúng ta thì chúng ta làm lâu dài với sản phẩm đó ha. Chứ chúng ta không thể nào là một sản phẩm mà chất lượng nó như nhau được, tất cả nhà sản xuất đều như nhau được. Nói chung có sản phẩm nhà sản xuất này làm như này, có sản phẩm nhà sản xuất kia làm như thế kia thì chất lượng nó sẽ khác nhau. Nên mọi người lưu ý, ví dụ như xài qua sản phẩm thì chúng ta có thể mua thử những sản phẩm đó. Rồi quay lại đó, chúng ta test thử xài ok thì chúng ta làm đó. Thì những sản phẩm bên tôi phân phối bán thì nó những cái ke này thì nó là một ly nha, 1 mm, to hơn vẫn có, giá nó sẽ mắc hơn ha, một ly chất liệu rất là tốt đó. Đây là cái nêm ha. Đó thì mọi người có nhu cầu mà tư vấn thêm về cái của cái nêm này á thì mọi người có thể liên hệ với tôi số điện thoại bên trên màn hình ha. Rồi tiếp mọi người ha. Mời mọi người thì nãy tôi nói là nhân dở cái ke nêm á thì về cái khối lượng mà tôi làm á, tôi cũng nói thôi cho mọi người nắm ha. Thì hiện tại bên tôi bán á, cái một ký ke nè, một ký ke này là 298 con ha, còn một ký nêm này á, là 164 con đó. Thì một ký ke này đối với gạch 60 chúng ta lát được 27 mét đó, một ký này sẽ lát được 27 mét gạch 60 nha đó. Còn nếu mà gạch 80 á, thì một ký này lát được khoảng 37 mét gạch 80 nha, 80 đó. Còn nếu gạch 1 mét nữa thì nó sẽ nhiều hơn nữa đó. Thì có một ký này thì sẽ lát được là 327 mét gạch 60 và 37 mét gạch 80. Còn cái nêm này thì chúng ta tái sử dụng nhiều lần, chúng ta cũng có thể là mua ít thôi, không cần nhiều đó, mua ít thôi không cần nhiều lắm, cần 2 ký, tùy theo một ngày ta lát bao nhiêu, 2 ký là đủ rồi, 2 ký hoặc là 3 ký tùy theo mà một ngày chúng ta lát được bao nhiêu đó. Còn nếu mà ít hơn nữa thì ta chỉ cần mua 1 ký là đủ đó, tại tái sử dụng nhiều lần. Thì chúng ta lát bằng hàu dầu thì trong vòng mấy tiếng hồ là chúng ta gõ được rồi. Còn keo thì chúng ta khoảng từ 12 giờ trở lên ha, tùy loại đó, 12 giờ trở lên thì ta mới gõ được. Và những cái loại ke này thì rút rất là mạnh ha, tôi giới thiệu thêm là cái này nó rút rất là mạnh và gõ rất là nhẹ. Nó có cái ưu điểm đó, rút cái lực rút là mạnh lắm, gõ nó nhẹ. Và cái hai là cái đầu rãnh này rất là đều là một ly ha, đó một ly thôi. Thì chúng ta xài thì nó có thêm cái kềm phụ trợ, cái kềm để bóp ke đó, xài nhiều thì chúng ta dùng cái kềm bóp ke ta bóp ha, nhiều thì dùng kềm bóp ke chúng ta bóp. Thì khi chúng ta bóp rồi lưu ý gõ là gõ bên hông nha, chỗ cái nêm mới nằm vậy. Người lưu ý nó nằm vậy thì chúng ta gõ là gõ bên hông, gõ bên đây nha, chứ không gõ chỗ đây nha, gõ bên đây một dùng chân nó sút là nó gãy thôi. Và những cái ron này nó sẽ đều nha, một ly hết nó sẽ đều với nhau đó, nó sẽ đều với nhau thì chúng ta phải chắc thôi. Còn đối với những cái gạch nhỏ hơn đó mà chúng ta lát theo một góc 4 con thì nó phí quá. Dùng gạch nhỏ hoặc cả 40 đi, 40 mà nó lát một góc 4 con thì nó hơi phí. Cái này hiện ta có dùng lát tiết kiệm, thì tôi xin giới thiệu luôn, dùng lát tiết kiệm là dùng một góc này đó là một con thôi, một góc vậy là một con đó, một góc vậy là một con. Và rút cái viên này rút lên lần đó là rút lần 4 con ha, rút lên vậy là rút lần 4 con. Mọi người nằm vậy nè đó, một góc là một con. Thì mọi người lưu ý nha, một góc một con, nhưng mà hai cái bên đây nè, hai cái đầu bên đây thì nó sẽ ke có chỉ là một ly là chuẩn một ly rồi, nhưng mà hai cái đầu còn lại bên đây, hai đầu bên đây thì nó sẽ không có ke, do nó nằm một góc một con như thế này đó. Một góc một con thì bên đây nó không có cái ke ron là một ly, nên chúng ta bắt buộc phải chêm vô đây là một ly nha. Cách chêm thì chúng ta có thể tái sử dụng cái này nè, cái này chúng ta lấy cái chân này ta nhét vô đây, nhét vô đây là một ly. Lưu ý một ly thì nó mới đều nhau, ta rút lên cái lần là bốn con ha, rút lên lần là 4 con đó, rút lên lần là 4 con. Thì gạch nhỏ hơn ta xài là 1 ngã 4 một con, nên tiết kiệm rất là nhiều ha. Thì cũng để nói thêm cho mọi người từ từ cho mọi người hiểu nè, nghĩa là khi mà chúng ta lát một con nằm ở đây thì cái rãnh này nè, cái rãnh này sẽ nó sẽ rút bên đây là một ly, rãnh bên đây là một ly, nó là cái ke, nó ke hai này là một ly rồi, hai rãnh là một ly là ok.
Còn bên đây nó không có gì keo nó, nên chúng ta ráp vô thì nó là không có đều. Thì chúng ta phải chêm những cái một ly vô đây, hai cái đầu này đó, hai đầu một ly để cho bốn cái này là một ly nó đều với nhau ha, cho nó đều đều với nhau đó nha. Nó đều với nhau thì chúng ta mới, sau khi nó đều rồi chúng ta mới đưa này lên, rút từ lên. Thông thường gạch nhỏ 40-50 độ nó nhỏ nên chúng ta bóp nó cũng nhẹ nhàng thôi, không có vấn đề gì hết á. Thì cách này lát tiết kiệm đó, lát tiết kiệm đó, chứ trong trường hợp mà gạch 30 độ chúng ta lát nhiều quá thì nó phí vào cái này đi ha, nó nhiều lắm, do nhỏ nó lát rất là nhiều. Còn anh nào mà dư giả đó, dư giả thì chúng ta chơi luôn thành 40-50 thì cái nơi con thì cho nó lẹ, không có vấn đề gì. Còn mình đang muốn tiết kiệm thì mình lát theo kiểu hồi nãy ha. Nếu gạch nhỏ nha, cái gạch 60 chúng ta lát không có được, gạch 60 chúng ta lát vậy thì nó rút không có nổi đâu nha, gạch nhỏ thôi, 50 trở xuống nha đó. Thì hiện tại bây giờ cái ke này bên tôi đang bán là 200.000 ký, đồng giá 200.000 ký ha đó. Thì mọi người có nhu cầu tư vấn thêm về những cái ke này, hoặc là có nhu cầu muốn phân phối á, làm đại lý phân phối về cái ke này, cái liên hệ với chúng tôi, số bên trên màn hình nha. Thì đó, chúng tôi vừa bán lẻ mà vừa bán sỉ những cái loại này. Anh nào muốn làm phân phối thì cứ liên hệ với chúng tôi, số điện thoại trên màn hình đó. Rồi thôi, cảm ơn mọi người ha, xin chào.